Đây, góc độ cho ta đây. Đây, là ta sẽ thưởng cho cười. Dạ. Quá ấm. Dạ, ông cho gọi con. Công tử đâu? Sao không kêu ra đây ăn cơm? Dạ, công tử đi từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa về. Đó, bà thấy chưa? Tôi nói có sai đâu. Nó là thằng phá gia chi tử mà. Suốt ngày nhậu nhẹt cờ bạc, nó không tới Thanh Lâu thì nó cũng sát phạt ở trong sòng bài. Ông á, đừng có nóng giận mà sinh bệnh. Dù gì á, vợ chồng mình cũng chỉ có mình nó là con thôi. Thôi đi, mỗi lần tôi nói với nó thì bà tìm mọi cách bà binh vực. Tôi quyết định rồi, kể từ giờ tôi sẽ không để cho bà nuông chiều nó nữa. Nếu như nó không từ bỏ rượu chè cờ bạc, chắc chắn là tôi sẽ không cho nó một đồng nào hết. Cha, cha nói là không cho con tiền nữa hả? Không. Thiệt là tức cười á. Cha cho con có chút đỉnh bạc hả? Vậy mà cha cũng tiếc là sao? Với lại con vốn từ nhỏ đã ngồi mát ăn bát vàng rồi, không có làm lụng gì được đâu. Cha đừng có bắt con phải làm việc á, con không có chịu cực được đâu á. Ừ đúng rồi. Thôi. Đúng là đồ bất hiếu mà. Thôi đi nè. Từng này tuổi mà mày cứ khiến cho cha mẹ mày đau lòng.